Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, we'll have it. So beautiful in white, and from now till my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Oh, oh. You look so beautiful in white. Daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go. And I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful. Thank you.
ngày yêu nhau, một đời yêu nhau, một đời ghi dấu những ân tình thề hứa ban đầu. Đường đời xa xăm, tình dâng miên man, tình luôn tươi thắm, chưa sạt dịu tình người đến trăm năm. Xin cho người chồng vững bước một lòng, gieo hạt nắng tươi, gia đình êm ấm trong ngoài. Xin cho người chồng xứng đáng một đời, người cha gương mẫu để đàn con kính. Thank you.
Và trước mặt Chúa, với đức mẹ,
con của mình vô một chiếc, một cái máy, một cái nhà, cái xe hơi, cái nhà, cái xe, với nỗ lực là cố gắng nỗ lực với ơn Chúa chúng ta có thể tìm kiếm được. Nhưng anh chị hãy nhớ, xin xét lại xem bước chân vào đời sống gia đình ngày hôm nay anh chị còn thiếu tình yêu không? Nếu như thiếu những cái đó, tôi nghĩ là nếu trong gia đình thiếu tiền, thiếu nhà, thiếu xe hơi, nhưng mà mỗi người chúng ta ngày hôm nay hiện diện để cầu chúc cho đôi hôn nhân đó, cái thiếu mà không lẽ Đức Mẹ cũng nhìn thấy và ước mong cầu xin với Chúa Giêsu, họ như đang còn thiếu tình yêu, họ đang còn thiếu sự hy sinh, họ đang còn thiếu sự nhân đạo, thiếu đầy đủ để có được đầy đủ đó. Những cái điều mà con người mỗi lần tình yêu bao dung sự nhân đạo thì cũng như Đức Mẹ cũng nói với người dân đất đó là Chúa Giêsu bảo gì thì vợ chồng anh chị đây hãy làm theo. Chúa Giêsu cũng nói này, hãy đổ đầy tình yêu trong đời sống, trong tâm hồn của mình, người chồng, người vợ. Hãy đổ đầy sự bao dung, hãy đổ đầy sự nhẫn nại, tha thứ cho nhau, đón nhận nhau trong tất cả mọi hoàn cảnh, trong tất cả mọi tình huống của đời sống, dù vui dù buồn, dù đau khổ, dù hạnh phúc, dù thành công dù thất bại, hãy đong đầy tình yêu, đong đầy sự sinh, đong đầy sự quả tặng nhân nại. Chờ lên công nghệ của người châu Âu, người ta nói là nếu anh chị đi du lịch bằng đường bộ, anh chị nhớ đọc kinh Thánh Mừng. Anh chị đi du lịch bằng tàu lửa, nhớ đọc năm kinh Thánh Mừng. Anh chị đi du lịch bằng máy bay, đọc 10 kinh Thánh Mừng. Nhưng khi quyết định lập gia đình, nhớ đọc 100 kinh Thánh Mừng. Trong tháng mất côi, tôi nhớ tới câu bài ngữ đó để chia sẻ với anh chị. Hãy đến với Đức Mẹ, bởi lẽ Đức Mẹ thấy cái sự thiếu thốn của mình và nói với Chúa Giêsu, gia đình này nó thiếu cái này, gia đình này nó đang thiếu cái kia. Và điều đó xin hãy nhớ ngày hôm nay, hãy cầu xin Chúa Giêsu đong đầy tình yêu cho đời sống gia đình của anh chị. Hãy đến với Đức Mẹ để rồi Đức Mẹ căn dặn anh chị, Chúa Giêsu bảo gì thì hãy làm theo. Hãy đón nhận lời Chúa và thực thi lời Chúa trong đời sống gia đình của mình, người chia sẻ với con người, trao ban trong thịt máu mình cho con người để con người được sống và sống rồi rằng tại sao chúng ta không đọc được tình yêu nơi thánh thể Chúa để rồi mỗi gia đình, người vợ, người chồng, người con cái siêu năng đến với Chúa Giêsu thể thì chúng ta có đắp đầy được tình yêu đó. Chúa Giêsu căn dặn các người đầy tớ đó, những người mà phục vụ đó, đầy vào một chút thì ngày hôm nay Chúa Giêsu căn dặn hãy đổ đầy thánh thể Chúa trong trái tim, trong tâm hồn anh chị. Các con rất thân mến, các con cùng nhau đến nhà thờ để muốn cái hôn của các con được Chúa củng cố bằng một thân sống hiệu thánh, chiếc mặt cờ đặc biệt của hội thánh và cộng đoàn. Đức Kitô giơ một tay ra thần thánh cho tình yêu vô cùng của các con và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh, giúp các con mãi mãi trung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân như chính người đã dùng bí tích thanh tịnh mà thánh hiến các con. Bởi vậy trước mặt hội thánh trao họ các con về ý định của các con. Anh Joan Batista Trần Khắc Điểm và chị Maria Trần Thị Mai, anh chị đến đây để kết hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc không? Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và hội thánh không? Bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập một giáo hội hôn nhân, anh chị nắm tay nhau và nói đến sự tin tưởng của anh chị trước mặt Thiên Chúa và hội thánh. Yeah.
Xin Chúa là lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng muốn các con được bày tỏ trước mặt của Thượng Thánh. Và xin Chúa thông đổ phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì Thiên Chúa kết hợp và người không được phân đi. Nào chúc cùng Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhân cưới này và các con sẽ theo chúng nhau là cho chỉ tình yêu và lòng trung thủy. Amen.
Đây chiến thiên chúa nên em xoa hồn trần gian cho em được mời đến dự tiệc chiến thiên chúa. Lạy chúa, con chẳng đáng chúa mơ vào nhà con, nhưng xin chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con ngài xin Chúa cho sức mạnh của bí tích đã lãnh nhận được gia tăng nơi các ngôi thờ chúa đấng, và xin cho mọi người chúng con được hưởng hiệu quả của hiến lễ chúng con vừa dâng lên. Chúng con cầu xin nhờ Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là Cha ở đâu thì yêu các con và tôi thương yêu nhau. Để vì thế của Đức Kitô ở cùng các con và mãi mãi tương lai trong nhà các con. Amen. Xin cho các con được phúc lành với con thai, được bạn bè nâng đỡ và sự sự hòa hợp với mọi người. Amen. Xin cho các con nên nhân chứng tình yêu của Thiên Chúa nơi thế gian, đến người đau khổ đói nghèo tìm thấy nơi chúng con sự nhân hậu. Ngày kia sẽ biết ơn và đón tiếp các con vào lâu đài vinh hưu của Chúa. Amen. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây. Amen. Lời sau chúc anh chị em đi bình an. Tình yêu kia đã đến bên ai vào một đêm có gió mộng lành. Chúa trên cao chẳng dám lòng thành cho người hữu duyên kết tóc xe duyên. Người con gái xinh xắn dịu hiền, chàng thanh niên anh tú đa tài, gái với trai sánh vai vợ chồng, trọn tình nồng ân ái bên nhau. Cặp uyên ương vui giữa trời xanh, cánh chim ngàn bay quanh lượn quanh. Hỡi người yêu anh yêu em nhiều, trọn đời anh xin nguyện gửi trao. Mình chẳng quên khi mới gặp nhau, mắt hẹn giao ươm bao ước duyên, đã quyện sâu như kiếp cầu trầu, trọn về sau ta mãi gần nhau. Dù dòng đời bao tố phong ba, lòng anh luôn kiên vững thật tha, mãi yêu em son sắt mặn mà, mình dìu nhau đi suốt con đường. Thank you.
đôi ta chiều quê lòng gió ngắm hoa muôn màu. Cô dâu chú rể bên nhau, ông tơ giật mối ngày lành xanh đôi. Hoa cao hé nụ long lanh, xôn xao đồng lúa tình anh mặn nồng. Xin lễ cao đầu, hai họ mừng vui, chúc cho ngày mới, chúc đôi vợ chồng. Để hết duyên xin lễ hai lần, bền lâu vui sống chung xây cuộc đời. Duyên quê đầm ấm bên lều tranh một mái trước sau chung tình, mai sau nắng lộ mưa xa, trăm năm hạnh phúc tình ta luôn đậm đà. Vui sao ngày cưới đôi ta, chiều quê lòng gió gấm hoa muôn màu. Cô dâu chú rể bên nhau, ông tơ dệt mối ngày lành xanh đôi. Hoa cao hé nụ long lanh, xôn xao đồng lúa tình anh mặn nồng. Xin lễ cao trầu, hai họ buồn vui, chúc cho ngày mới, chúc đôi vợ chồng. Để hết duyên xin lễ hai lần, bền lâu vui sống chung xây cuộc đời. Nhờ hồng ân Thiên Chúa và sự sắp xếp của hai gia đình, hai cháu Trần Mai và Huyền Di nay đã trở nên vợ chồng. Và qua mối dây liên hệ thánh thiện này thì hai gia đình, hai dân tộc của chúng ta sẽ được trở nên gắn bó, thân thiết với nhau hơn. Và chúng tôi nên ngày hôm nay chúng tôi cũng đem lễ vật tới để chào mừng và cảm ơn họ nhà gái. Và cũng để tiện cho việc trao đổi, tôi cũng xin giới thiệu quý gia bác của họ nhà trai của chúng tôi. Đây là ông Công, là cha của chú rể. Và đây là mẹ đỡ đầu của chú rể. Đây là bác ba, bác hai, bác tám, bác sáu. Và các anh chị của mẹ chú rể. Thứ nhất, tôi xin phép được đại diện của dân tộc họ Hàng Gái có lời chào thân trọng và kính chúc sức khỏe tới vị đại diện cùng toàn thể gia tộc họ nhà trai cũng như toàn bộ các quý vị ông bà cha bác có mặt hiện diện nơi đây một sức khỏe dồi dào nhất. Xin được cảm ơn. Kính thưa các vị họ nhà trai, kính thưa các vị ông các bác, qua một thời gian tìm hiểu khoảng hai cháu Trần Mai và Huyền Duy và được sự nhất trí của xã hội cũng như giáo hội, và sáng nay cha ban ý phân phối cho hai cháu tại nhà thờ giáo xứ Suối Nho vào 9 giờ sáng hôm nay, và được sự đồng thuận của hai bên gia đình. Hôm nay gia đình chúng tôi tổ chức lễ buông quy cho các cháu. Chúng tôi rất hân hạnh để đón tiếp quý vị họ nhà trai cũng như toàn thể hệ ông bác các anh chị bạn bè thanh niên nam nữ của các cháu đã dành thời gian tốt đẹp tới đây để chia sẻ cái niềm vui với gia đình chúng tôi. Vậy giờ này chúng tôi xin phép được tổ chức lễ vu quy cho các cháu được tốt đẹp, và xin giới thiệu với người là các quý tộc họ nhà trai để anh em trong dòng họ chúng tôi. Đây là bà của phụ thân sinh ra các cháu, rồi là tới đây là hai dì của các cháu, rồi kia là cậu ruột các cháu, rồi anh trai cháu, rồi cũng như ông đây đại diện thông gia của chị tôi đây, thì đã xin được cũng giới thiệu với các bác để chúng ta tiện quan hệ và trao đổi giao lưu với nhau trong bữa tiệc ngày hôm nay. Vậy giờ này chúng tôi xin kính mời đại diện họ nhà trai để có đôi lời để nói lên những cái lễ vật rồi để cho
các cháu để tiến hành rồi là mời các cháu để một bàn gì. Thank you.
bữa tiệc đầm ấm của gia đình để chúng ta ngồi chia sẻ với nhau và nói lên tình vấn đề thân thương. Thì đây tôi xin thân thiết cùng với gia đình xin Chúa chúc lành và thánh hóa của anh cho chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lời cho các vị chú hô và đôi ngư xin được gửi đến với tất cả quý vị qua các hiện diện trong buổi tiệc vui của gia đình trưa hôm nay. Lời chúc mạnh khỏe và hạnh phúc. Quý vị thân mến, vài giây phút này chúng ta đang cảm nhận được hương vị tình yêu sức nồng nàn, chân thành và si đắm. Niềm hạnh phúc viên mãn yêu và được yêu được bắt nguồn từ hai trái tim đồng đều của đôi bạn Trần Mai, Huyền Di. Và trưa hôm nay, tất cả quý vị quan khách của chúng ta đang hiện diện nơi đây để chứng nhân cho mối lương duyên tình đình của đôi yêu ương. Có lẽ giờ đây không để quý khách của chúng ta đợi lâu hơn nữa giây phút chính thức ra mắt của đôi bạn trẻ hạnh phúc. Chúng tôi xin được mời đôi bạn Trần Mai và Huyền Di sẽ cùng dìu nhau tiến về sân khấu để ra mắt với tất cả quý khách đang hiện diện trong ngày trọng đại hạnh phúc của hai bạn hôm nay. Quý vị khán giả thân mến, giờ đây đang hiện diện trên sân khấu của chúng tôi, đôi bạn Trần Mai và Huyền Di trong ngày trọng đại hạnh phúc nhất của đời mình. Và để có được niềm vui trọn vẹn như hôm nay, đôi yêu ương đã được hai bên gia đình sinh thành và dưỡng dục như những mầm non được vun sới chở che, để rồi như những cánh chim được chắp cánh bay đi tìm vào hạnh phúc mới của riêng mình. Giây phút trọng đại và ý nghĩa này, chúng tôi xin được thay lời cho đôi yêu ương xin được trân trọng kính mời các vị chú hôn của hai bên gia đình giây phút này sẽ cùng tiến về sân khấu để chính thức ra mắt và chung vui với các quý khách. Về phía họ nhà gái, chúng tôi xin được mời thân mẫu của cô dâu Trần Mai, bà Bùi Thị Mau và vị đại diện họ nhà gái. Về phía họ nhà trai, chúng tôi xin được mời song ngân của chú rể Huyền Di, ông Nguyễn Thành Công và bà Trần Thị Cẩm Lệ cùng vị đại diện họ nhà trai. Chúng tôi một lần nữa xin được trân trọng kính mời các vị chú hôn và hai vị đại diện của hai bên gia đình giây phút này nhanh chân tiến về sân khấu của chúng tôi để ấm cúng cho ngày hôm nay. Và giờ đây sự hiện diện của tất cả quý vị quan khách đã giúp cho buổi lễ vui vui cũng như buổi tiệc cưới của gia đình bà Bùi Thị Mầu thêm phần đông vui và ấm cúng hơn rất nhiều. Và để ghi nhận những tình cảm sâu sắc đặc biệt của tất cả quý vị quan khách dành tặng cho hai bên gia đình chúng tôi, giờ đây chúng tôi xin được mời đôi yêu đương và các vị chú hôn xin phép được nghiêm mình và gửi đến quý khách lời chào trân trọng nhất. Trước hết tôi được sự phân công của họ nhà gái được có lời chào tới quý cha, quý ông, quý bà, các anh, các chị, bạn bè, thanh niên của các cháu một sức khỏe dồi dào nhất. Kính thưa các quý vị, để bước tới ngày lễ vu quy của các cháu hôm nay, trải qua những tháng ngày các cháu được sự cho phép của đôi bên gia đình tìm hiểu rồi tiến tới hôn nhân, và sáng nay đã bước lên bảng thánh được quý cha về để ban phép ký tích phân phối hai cháu là điều vinh dự nhất của gia đình chúng tôi. Hôm nay này được đón tiếp tất cả các ông, các bà, các anh, các chị, bạn bè, thanh niên, nam nữ của các cháu, quý cha, quý ông, quý bà, quý anh, quý chị, đại diện họ nhà trai một sức khỏe tốt đẹp nhất, và xin kính mời các quý vị dùng bữa tiệc ngon miệng và cùng cầu chúc cho các cháu được hạnh phúc. Tôi xin được cảm ơn. Kính thưa quý cha, kính thưa vị đại diện gái, như quý cha ông bà cha bác đại diện cho họ tập người gái, và hôm nay là ngày vui của hai cháu Trần Mai và Huyền Di, thì họ tập nhà trai chúng tôi cũng được đến đây để cùng tham dự cái nghi thức vu quy của các cháu. Điều đó là một cái điều rất là hạnh phúc với họ nhà trai của chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn sự đón tiếp tận tình cũng như là rất chu đáo của quý vị và đại gái, và xin kính chúc quý vị dùng một bữa tiệc thật là ngon miệng. Xin cảm ơn. Cùng trở về vị trí an toàn để tiếp tục chung vui với các quý khách. Xin được trân trọng. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gươm mây kết thành lâu
đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn trên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi, tình tú trời cao thành hương miền xa. Rồi.
Câu nói ngọt ngào em mãi, em đôi
Gonna say